vui được gặp lại các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Đội tuyển Công an Lâm Đồng đạt giải ba toàn đoàn tại bảng 7 hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật lần thứ 5 năm 2019 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Công an thành phố Bảo Lộc tạm giữ hàng chục xe máy không có giấy tờ do một đối tượng tổ chức cầm cố. Bắt quả tang hai đối tượng hủy hoại rừng. Cuối chuyên mục là phóng sự, hiệu quả từ chủ trương đưa công an chính quy về xã. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Từ ngày 20 đến 22 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk, bảng 7 hội thi điều lệnh bắn súng và võ thuật Công an Nhân dân lần thứ 5 năm 2019 do Bộ Công an tổ chức đã diễn ra. Tham gia hội thi có các đội tuyển đến từ công an các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Phước, Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Lâm Đồng. Trải qua 3 nội dung thi là điều lệnh bắn súng và võ thuật, ban tổ chức đã chọn ra 2 đội nhất nhì để tham gia vòng chung kết toàn quốc hội thi điều lệnh bắn súng và võ thuật Công an Nhân dân. Tham gia hội thi lần này, Công an Lâm Đồng đã đạt giải 3 toàn đoàn và các giải nội dung, giải nhất chỉ huy, giải 3 thực hành của cán bộ chiến sĩ. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ chiến sĩ đội tuyển Công an Lâm Đồng trong suốt thời gian tập luyện cũng như thi đấu. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ vừa tổ chức sơ kết công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019. 6 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 17 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Lực lượng công an đã khám phá thành công 100% vụ án, trong đó có 1 vụ cướp tài sản, 8 vụ trộm cắp tài sản. Công an huyện cũng tiếp nhận 45 tin báo tố giác về tội phạm, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự 19 tin. Theo đánh giá, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến. Nhận thức của người dân về công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội được nâng lên. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã trở thành nhiệm vụ chính trị được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng và chính quyền các xã, thị trấn. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Từ tin báo của người dân về nghi vấn đối tượng Nguyễn Thái Dương sinh năm 1994, trú tại tổ 13 phường Bá Lao, thành phố Bảo Lộc, tổ chức cầm cố nhiều xe máy không giấy tờ. Ngày 7 tháng 6, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong kho nhà Dương có 6 xe máy các loại. Lực lượng công an tiếp tục kiểm tra 2 kho tại nhà người thân của Dương ở gần đó, phát hiện có 23 xe máy các loại do Dương gửi. Tiến hành làm việc, Dương cho biết số xe trên là của Nguyễn Văn Cảnh gửi Dương giữ hộ. Cảnh thừa nhận những xe máy này Cảnh cầm của những đối tượng nghiện ma túy, nghiện game bắn cá và đều là xe không có giấy tờ. Ngày 12 tháng 6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra phòng trọ của Cảnh ở đường Nguyễn Bình Khiêm, phường 2, thành phố Bảo Lộc và thu được 5 xe máy các loại, trong đó có 1 xe là tang vật trong một vụ trộm. Toàn bộ số xe máy nói trên đã được Công an thành phố Bảo Lộc lập biên bản tạm giữ để tiến hành xác minh nguồn gốc. Công an thành phố Đà Lạt vừa phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh mứt đặc sản Hoàng Phát tại địa chỉ 14 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng trên là 260 hộp mứt các loại, có tổng trọng lượng khoảng 52 kg, trị giá khoảng 18 triệu đồng, đã bị ngành chức năng thu giữ và xử lý theo pháp luật. Được biết, thời gian qua, ngành chức năng thành phố đã và đang tăng cường tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh hàng hóa đặc sản trên địa bàn. Qua đây, không chỉ chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hóa đặc sản, mà còn tập trung xử lý mạnh với các cơ sở sử dụng cò du lịch, từ đó tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Công an huyện Đức Trọng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Thành Nhâm sinh năm 1994 tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 14 tháng 6, anh Nguyễn Văn Hùng trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng bị kẻ gian lấy trộm một số tài sản như máy tính xách tay, 3 điện thoại di động và một số tài sản khác
tổng giá trị thiệt hại khoảng 56 triệu đồng. Tiến hành điều tra, ngày 22 tháng 6, Công an huyện Đức Trọng đã bắt được thủ phạm là Lê Thành Nhâm khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa cùng tang vật. Nhâm khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Đà Lạt đang làm rõ hành vi hủy hoại rừng của hai đối tượng Lemu Hashidan sinh năm 1989 và Lemu Halo sinh năm 1992 cùng trú tại xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Trước đó, lúc 22 giờ ngày 24 tháng 6, Công an phường 12 thành phố Đà Lạt đã mật phục và bắt quả tang Đan và Lô đang dùng cưa tay cắt hạ nhiều cây thông ba lá tại lô B khoảnh 2, tiểu khu 151A thuộc phường 12 thành phố Đà Lạt do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý. Tại thời điểm bị bắt quả tang, Đan và Lô đã cưa hạ được 8 cây thông ba lá có đường kính gốc từ 10 đến 15 cm. Qua đấu tranh, Đan và Lô khai nhận đã cùng Lơ Mu Ha Thomi cùng ở xã Đạ Sa 3 lần cắt hạ trái phép cây thông tại tiểu khu trên với tổng cộng khoảng 70 cây thông ba lá trên diện tích 1.000 m² đã bị cưa hạ. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã xác định Trần Văn Nghĩa trú tại phường 4 thành phố Đà Lạt là người đứng ra thuê Liên Hóp Linh Chiêu. Sau đó, Linh Chiêu đã thuê Đan, Lô và My tiến hành cưa hạ các cây thông tại tiểu khu trên với giá 6 triệu đồng. Được biết, khu vực các đối tượng chặt hạ thông nằm ngay bên đường tỉnh lộ và là khu rừng tái sinh. Đấu tranh với chuyên án trộm cắp xe máy trên địa bàn, ngày 17 tháng 5 năm 2019, Công an thành phố Bảo Lộc đã bất ngờ kiểm tra một nhà trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, thành phố Bảo Lộc và bắt quả tang các đối tượng Đặng Duy Quý, Đào Văn Quang cùng trú tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc và Nguyễn Minh Toàn trú tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm đang sử dụng ma túy. Đây là ba đối tượng chính trong nhóm chuyên trộm cắp xe máy mà Quý giữ vai trò chủ mưu. Sau đó, đối tượng Nguyễn Phát Đạt, đồng bọn của Quý cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Lộc Tiến. Qua đấu tranh, bốn đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt 15 vụ, lấy được 15 xe máy các loại trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, cùng một bộ sập gỗ và 10 bao cà phê nhân với tổng giá trị tài sản trên 200 triệu đồng. Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Quý, Quang, Toàn, Đạt để điều tra và đã thu hồi được 6 xe máy các loại. Mở rộng điều tra vụ án, chiều ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Bảo Lộc bắt đối tượng thứ 5 trong nhóm trộm là Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ngày 18 tháng 6, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Kiển, sinh năm 1985, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, vào tạm trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Sau một thời gian trinh sát địa bàn, ngày 13 tháng 6, Công an huyện Đức Trọng phát hiện hai đối tượng đang dán tờ rơi quảng cáo với nội dung hỗ trợ tài chính trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa nên đã mời về Công an huyện làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đều làm thuê cho Nguyễn Văn Kiển. Ngay sau đó, Kiển được triệu tập và khai nhận đã tổ chức hoạt động cho vay dưới hình thức tín chấp mà không cần thế chấp tài sản từ tháng 9 năm 2018 đến nay trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Qua kiểm tra sổ sách chỉ tính từ tháng 2 năm 2019 đến nay, Kiển đã thực hiện 390 giao dịch với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng cho vay với lãi suất gần 200% trên một năm, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Hiện Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vậy ai là nạn nhân của Kiển, hãy đến Công an huyện Đức Trọng để được giải quyết theo luật định. Có 6 tiền án với tổng cộng 16 năm 3 tháng tù giam, ra tù tháng 2 năm 2019. Nhưng mới đây, Hoàng Quang Thái, 39 tuổi, trú tại thôn 1 xã Hà Lâm, huyện Đà Hoai, tiếp tục phạm tội và đã bị bắt khẩn cấp. Theo kết quả điều tra, tối ngày 14 tháng 6, Thái đến nhà anh Phùng Đình Phước ở thị trấn Madagui, huyện Đà Hoai ăn nhậu và ngủ lại. Nửa đêm, Thái đã lén mở cửa lấy trộm của anh Phước chiếc xe máy biển kiểm soát 49L109220 rồi chạy về huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Lúc 17 giờ ngày 15 tháng 6, khi Thái đang giao bán chiếc xe trộm được, thì bị Công an huyện Đà Hoai và Công an huyện Tân Phú phối hợp bắt giữ. Được biết, khi mới 19 tuổi, Thái bắt đầu phạm tội và đến nay đã có 6 tiền án. Ra tù tháng 2 năm 2019, Thái làm thuê nhiều việc nhưng không tu chí nên tiếp tục ngựa quen đường cũ.
ngày 20 tháng 6, Công an huyện Đà Hoai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái để điều tra. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép các chất ma túy đối với hai bị cáo Hoàng Hồ Dũng và Trần Ngọc Hiển đều trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2018, khi đi ngang qua nhà hàng Cao Nguyên ở đường Hùng Vương, phường 11 thành phố Đà Lạt, Dũng và Hiển đã trộm cắp của chị Lương Thị Hồng Nga một túi xách bên trong có số tiền 33 triệu đồng. Đến ngày 7 tháng 12, Dũng và Hiển bị Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại số nhà 73 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt. Xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cũng như tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Hồ Dũng 33 tháng tù, Trần Ngọc Hiển 30 tháng tù giam về hai tội danh trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành nghị định số 01 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Thực hiện chủ trương này, Công an Lâm Đồng đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã. Chủ trương này đã và đang nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Chủ trương đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã tại những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã được Công an Lâm Đồng thực hiện từ năm 2010 theo thông tư số 15 năm 2010 của Bộ Công an. Sau gần 10 năm thực hiện cho thấy, đây là một chủ trương đúng, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc cải cách hành chính, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trên cơ sở kết quả đạt được và cụ thể hóa chủ trương tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết của Bộ Chính trị, trong hơn một năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Lâm Đồng đã quyết định đưa Công an Chính quy về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên ở một số địa phương phù hợp cho việc bố trí, sắp xếp. Trên cơ sở đó, Công an 12 huyện, thành phố đều tham mưu thực hiện chủ trương này, nhất là các xã trống các vị trí, một hoặc nhiều chức danh. Ở địa phương thì dù ít dù nhiều, thì công tác tăng cường về là công an tại địa phương thì nó phải khác hẳn, nhất là về cái giờ giấc công tác của giấc, hai là về mặt chính quy, ba là trong cái công việc làm thì nó gắn liền với cái nghiệp vụ, với cái công tác mà được Đảng, Nhà nước đào tạo thì nó hơn hẳn là công an viên, công an ở địa phương. Từ khi các đồng chí chính quy xuống đây là công việc cũng hơi nhẹ nhàng và thoải mái và công việc nó rõ ràng hơn, không có gì là khó khăn, vướng mắc. Cái đó là tôi, bản thân tôi là tiếp tục học hỏi với các đồng chí lãnh đạo từ công an chính quy xuống chỉ bảo và chỉ dẫn các hồ sơ thủ tục. Đó là trong tôi thì trong thời gian đang công tác hiện tại. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy không phải tất cả các địa phương đều trống các chức danh công an xã. Do vậy, khi đưa công an chính quy về xã thì việc sắp xếp cán bộ cơ sở cũng đòi hỏi có sự phối hợp của cấp ủy chính quyền các cấp. Chúng tôi đã ban ra soát các cái xã cụ thể, trường hợp nào thuận lợi thì chúng tôi bố trí công an chính quy xuống trước. Đối với những cái trường hợp mà hiện nay mà chưa sắp xếp được thì chủ trương của Bộ Công an là tiếp tục chúng ta sử dụng, và hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành ra soát để các cái trường hợp khác thì tiếp tục cho đào tạo, hoàn thiện các cái bằng cấp phù hợp với các cái chuyên môn, và Đảng ủy, Ủy ban các xã thì ra soát các cái vị trí để chuẩn bị để chuyển cái lực lượng này sang các cái vị trí công tác của xã, vừa theo cái nguyện vọng của các đồng chí, vừa theo cái phù hợp với cái thực tiễn ở địa phương, trên tinh thần chung là đảm bảo cái việc là chúng ta đưa công an chính quy xuống thì không làm xáo trộn nhiều và ảnh hưởng đến cái tâm tư nguyện vọng của các cái lực lượng anh em công an xã trước đây. Việc triển khai điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã
và công an viên thường trực sẽ thực hiện theo lộ trình cho đến năm 2020. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Dĩ nhiên trong quá trình triển khai sẽ có những khó khăn nhất định. Nhưng nếu có sự điều động hợp lý và đặc biệt là có sự quan tâm và phối hợp của cấp ủy chính quyền các cấp, thì chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả sẽ đem lại hiệu quả như mục đích yêu cầu đã được đặt ra. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.